Bỏ nó bắt đơn rồi kìa mình. Chào các bạn, ngày hôm nay mình nghĩ sẽ quay trường đống cây cao nè các bạn. Ra khủng đó các bạn, cây cao nè. Đông giọt cái thằng lên cái dắt đầu trên á, dắt đầu trên nó đi chạy xuống cái bụng, lấy cái đó tò mò ra, lấy cái kéo cái dặn đó ra. Bạn thử nó muốn làm sao nó làm. Ừ, nó bay đó. Ông có gà là cái nấy thiện thì đốt cái đi vô à. Ai? Ông Hành đi. Kêu gà lâu á. Gà lâu sao mà ông nhậu. Đó, lấy cái búa tay á, đóng cho nó bự chút đi. Lấy cái búa tay á. Đúng lắm. Con thôi nhất cứ mới cắt qua bên đây nè. Có chưa? Bà lắm không? Ta đặt dưới rồi đặt trên luôn kìa. Rồi ta. Được đó, vẫn được á. Mạnh. Út. Dàn quá. Má nó dằn nước. Mẹ mày bay cái điện nước mày lắc lắc ngoài đây, điện không đứt. Mẹ mày trước cái chơi bao giờ? Cái điện mới sửa đó, chứ cái này nó cái này nó chưa. Mày nó 10.000 đứa rồi. Ừ. Bê lấy rồi. Vô chạy nổi nó đụng quạt lắc rồi đi. Mạnh xuống luôn. Rồi coi gỡ rồi đó. Chơi chơi chơi. Bởi miếng gạch hả? Cứ dẹp vô, cứ dẹp mà bỏ luôn mà lại lạc. Ừ, mà ôm nó hoài. Trường đang lên các bạn, lên tới nửa cây còn cái thao nữa kìa, mấy cái thao nữa kìa. Đúng rồi. Mày chơi mày khùng quá trời khùng mừng. Quá. Ờ mong giáp các bạn luôn.
Lên được mức nữa các bạn, quá cao rồi. Còn có không? Để coi lên nữa. Bố gớt cái trường của kỹ bố đây, bố gớt á, bố bự á. Mẹ của bố kỳ trời. Kêu bác sửa bố được đây. Dạ. Bố là cái kiểu đậu nằm dưới kìa. Cầu thang bằng gỗ,
Cái này trường lên tới đỉnh rồi các bạn. Tới, giờ trường kéo lựa lên tàu mé đó. Mấy cái tàu xuống các bạn, cho nó rớt xuống. Lên trên đó thì hơi bị tối các bạn. Bẻ cao là giòn lắm các bạn. Nhặt hai ba dao là rất cắt cắt cắt. Quá khổ, nó bự quá khổ, không có thấy đâu mà nhìn hơi khó. Hai giờ lớn hết, hai giờ rất sao. Trường đang một dây nha các bạn, một dây đang mà leo lên trên là làm bụp cái đầu đó các bạn. Quá cái cao nó bự nó cao. Lại là đại trưởng Dương 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 Trị Điện. Nhà thơ nổi tiếng Đèn Gành cũng là chức gia bà La Hu và nhà dân tộc chủ nghĩa đang đoàn đại hoàng thân dị.
các chiến dịch diệt loang quang, các toàn thể vốn thấp nhất các loại bệnh xảy ra trên địa bàn quyền. Những năm qua, trường đây ngang cái đọt đó các bạn. Chợ nguyên cái đọt đó các bạn. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế vườn được chú trọng. Theo đó, việc trồng các loại bên trái từ đất dân tộc, tập trồng lúa, nếp kém hiệu quả được tập trung ở bốn nhóm giải pháp là tham quan, dạy nghề, đầu tư hạ tầng thủy lợi, hỗ trợ vốn. Bước đầu đã làm thay đổi tư duy, nhận thức trong nội bộ và nhân dân. Từng bước hình thành vùng chuyên canh theo định hướng quy hoạch. Đến nay diện tích cây ăn trái toàn quyền trên 453 hecta, trong đó trồng mới là 62,42 hecta, tăng hơn 139 hecta so với cùng kỳ. Quyền đã hoàn thành đầu tư dự án hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi cây trồng ở vùng Bình Tây Thay, xã Bình Thạnh Đông và vùng Phú Hiệp, thị trấn Chợ Dầm. Bên cạnh đó, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm phát triển, tăng về số lượng, chất lượng, vừa nâng giá trị sản xuất, tăng thu nhập nông hộ, vừa góp phần thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện toàn quyền có 46 mô hình hỗ trợ hệ thống tưới bán tự động trên vườn cây ăn trái, 4 mô hình nhà màng, 2 mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới và 9 mô hình nuôi thương phẩm lương đồng với mật độ cao. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2020, đoàn quỹ cảnh sát cơ động công an tỉnh An Giang tổ chức chiến dịch hành quân dã ngoại về xã Phú An. Theo đó, cán bộ chiến sĩ công an phối hợp với đoàn viên thanh niên của xã tiến hành giải tỏa 21 hành lang đường phố. Có thêm đoạn nữa nha các bạn. Làm tới để nó gớt cũng vừa mày gớt vậy cũng vừa rồi ngã bạn ơi, pháo nổ.
công Mỹ kết thúc video này, hôm nay đổi nha, đổi video sau, bye nha.